số 4 ha. Đây. Như vậy chúng ta có là tổng số thép là 24 tấn và tiền là 30 tấn. Vậy thì ở đây chính là cần nguyên vật liệu để tạo nên một sản phẩm. Thép trong đinh là 4 vít và thép trong vít là 1 và thép trong đòn là 3. Vậy thì chúng ta sẽ tính ra cái số lượng thép thực tế thì nó bằng cái gì? Bằng cái thép trong đinh nhân với số lượng cọc thép trong vít nhân số lượng cọc thép nhân vít. Nó ra cái tổng số thép. Nên nói mày vậy mày không nghe hả? Không, mày nói sum rồi đất đá đó. Đất. Cuối cùng thì sum nó đất đó. Rồi. Cái cục số lượng nhân với cái số lượng như vậy à, số lượng. Tôi nói nhận được tiêu chuẩn hả? Ủa cái đó là nhân hả? Như vậy đây là đi bằng lợi nhuận. Đây 14 tháng rồi đi học, hồi đó mình đã được nghỉ hè đúng không? Làm gì nghỉ dưỡng thôi. Đi cho 2 tuần. Không được. Học tuần này, học tuần sau là mấy tháng 8. Xong nó nghỉ tuần để chuẩn bị thi. Cái vô tuần thi. Số lượng sử dụng nhỏ hơn số lượng đó. Rồi, như vậy là sao? Ủa, kính cho học hả? Ừ. Còn bài học nào mà đạt được bài 6 thì được. Nó học nhiều quá. À, chị chúng ta làm một cái bài được.